internet, con quái vật đầu người mắc kẹt trong bồn cầu vệ sinh đã làm mưa làm gió trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây và vẫn chưa hề mất đi độ nóng của nó. Bằng chứng là trên kênh Shudder đã làm rất nhiều video chơi những game liên quan đến cái con CB toilet này, nhưng chưa phải là kết thúc. Ở trong thế giới mini world có tồn tại CBD toilet. Vâng, nhân tiện thì đây là cái số tài khoản của nick mini world của mình. Bạn là một cái bạn thì các bạn nhá. Đúng là cái xu hướng CBD nó lan truyền quá khủng khiếp các bạn ạ. Bấm vào sảnh liên thông là ngay lập tức đây, mình đã thấy hai cái phòng liên quan đến CBD toilet. Kéo xuống một tí thôi, chúng ta thấy ngay này, toilet 25. Rồi cái gì đây? CBD toilet. Thấy chưa? Thoát khỏi CDB toilet. Đúng là kiểu cách đặt tên của dân Việt Nam không? Hay bị kiểu sai chính tả. Thì bây giờ mình sẽ thử tìm từ khóa CBD xem ra tất cả những cái trò chơi liên quan đến cái con quái vật này nó sẽ là những trò như thế nào, và mình sẽ chơi hết luôn. Có vẻ ôi chúng ta có những bản đồ tuyển chọn này với những lượt tải về vô cùng cao, 2 triệu lượt tải về, 10 triệu, 6 triệu. Ui, để mình thử tải về cái 10 triệu đi. Ok, rồi cái này là phải chơi đấy. Có những trò còn lại mình sẽ tải hết về một thể để mà chơi dần dần. Và đây là toàn bộ những cái mini game liên quan đến cái con CBD toilet này. Ê, sao skin của mình lại trông đơn giản như này? Không được, là một YouTuber nổi tiếng, mình cần có một cái skin nào đó trong Mini World thật là phù hợp với tầm cỡ của mình. Phải liên hệ với nhà phát hành Mini World gửi cho mình ngay một cái skin đẹp. Ui, skin Joker à? Ui, Joker là một ác nhân ở trong vũ trụ DC, rất là ngầu, phù hợp với mình đấy. Và đây chính là Joker. Ai, thiệt tiệt. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Bỏ qua chuyện mình là thằng hề hay là Joker đi. Chúng ta vào chơi. Rồi, chúng ta vào chơi CBD nào. Đầu tiên là CBD toilet với số lượng tải về là 15 triệu. Wow. Túi chất liệu này. Ok, mình phải chuyển túi chất liệu này thành phong cách thực tế đi. Ủa, chưa mở khóa luôn hả? Khóa. Anh à, mở khóa mất 99 đồng tiền à? Ừ thì mở đi. Nào, mình đang rất tò mò đây. Liệu CBD toilet mà phong cách thực tế trong Mini World nó trông như thế nào? Chúng ta đang đưa vào trong một cái khu vực mà... Uầy, nhiều súng này. Ui, xong lại có cả cái gì đấy, gậy thần à, rìu kiếm các kiểu. Sao? Ý nó là mình sử dụng cái vũ khí này để tiêu diệt CBD toilet à? Tiếc quá, bạn chỉ có thể xem quảng cáo khi sử dụng điện thoại. Hãy mua một chiếc điện thoại ngay bạn nhé. Game nó kiểu nó đang bảo mình này. Cậu có máy tính, cậu không được chơi điều này. Cậu có điện thoại cơ. Thế là bây giờ mình phải bán máy tính đi để mua điện thoại để chơi cái này à? Được rồi, coi như là không cần dùng, thôi coi như là không dùng vũ khí đi, dùng tay không xem nào. Ồ, có một cái công tắc này, cái cần gạt này, gạt vào này. Wow, ôi, bên ngoài là một đống CBD toilet luôn. Ây à, ok, ôi, mà game này nó làm đồ họa được phết nhở? Mấy con CBD toilet này trông giống thật phết. Wow, được nha. Mà chưa kể là những cái đồ họa xung quanh này, những cái block này mình nhìn thấy, ôi, từ nhá. Trước đây mình tưởng là cái Mini World là đồ họa của nó là kiểu khối vuông vuông thôi, nhưng mà nhìn trông nó đúng là bật cái gói chất liệu thực tế lên đấy, là trông cái khối block này trông nó thực tế hơn hẳn luôn á. Nhưng mà bây giờ vấn đề là thực tế là một chuyện, làm thế nào để đánh con này? Ủa, từ từ mình đã chưa hiểu là mình phải làm gì luôn đấy. Đâu, để thử lao vào đánh con này xem nào. Nhưng mà máy góc bọn này nó không hát. Một đánh trừ 5 máu trong khi nó có 1.000 máu. Ủa ơi, thôi, không chơi được. Ê, từ, ê, nhìn lên kìa, cạt cân, lêu, đây cái gì đây? Ồ, một cái cửa, nó sẽ giúp cho mình đi xuống hầm à? Có vẻ là một cái hầm, ôi, trời ơi, ok, không xuống nó được nha anh em, không xuống nó được. Ôi, chạy thôi, ôi cái gì đây? Ôi, chữ gì này? 4 chìa khóa trong phòng này. Why? Chìa khóa đâu ra? CBD toilet thì có. Mẹ, bọn nó tưởng mình là thằng hề à? Bọn nó tưởng mình là chúa hề để cho chúng nó lợi dụng à? Ui, từ, mình dụ nó đi đây. Rồi mình sẽ chạy vào phòng của nó. Yeah! Ê, ai à? Đánh mình một phát mất 30 máu á. Ok, không sao. Rồi, chạy được. Chìa khóa trong cái phòng này. Chúng ta đến với khu mới. Ê, có Skibi bên kia nha. Ôi, ôi, cái tủ. Cái tủ có một cái công tắc. Ok, có phải nhà nó chìa khóa đúng không? Ôi, bọn này bọn nó không hát. Ôi, cái đường ơi. Chưa được, không, mở đường máu, tách ra.
Ôi vãi cả đã, rank chết mình luôn chứ. Ok, bằng cái thằng kia đó cái nhạc nó nổi lên rồi các bạn ạ, khá là rùng rợn rồi. Có lẽ mình phải tệ thẳng qua thôi. Ok, thằng đó kiếm bốn cái chìa khóa rồi. Ok, từ từ thế nào, mình đi bừa đấy, không biết đi đường nào luôn á. Khu này khu mới này, từ từ mình nghĩ dụ ra đây để mình chạy vào đó. Rồi mày đâu này, mày ra đây. Ok, móc sau lưng. Yeah, ui hai con ở đây, nó mắc kẹt ở đây rồi. Ok, kia trên kia có một cái hệ thống gì đó. Ôi mà làm sao để mà lên đấy được, làm sao để mình lên đó, nó ở trên này đúng không? Đúng rồi, bây giờ làm thế nào lên đây kia được? Chịu luôn á, không biết chơi sao luôn ý. Thôi bài tiếp theo nào, chúng ta có nhà vệ sinh Skippy, trò chơi nhỏ tóc cua các bạn ạ. Đâu xem nào, cái này thì bây giờ mình sẽ dùng một túi chất liệu là phong cách cartoon đi, dùng hoạt hình đi xem có khác biệt với thực tế hay không. Gì đây, ta cờ gì này, mini game. Uầy Skibidi Toilet ba đầu. Từ từ mình tắt cái nhạc đi cái, sợ bị bản quyền lắm các bạn ơi. Chúng tôi có Skibidi Toilet ba đầu ở đây à, ở đâu ấy? Ui, người đầu camera này. Ô rồi ôi, Skibidi ba đầu. Máu 300 được. Ơ, có thiên nhiên ở đây này. À, người tạo bản đồ. À, chủ map. Hello. Skibidi Toilet. Hình như là trò này là nhảy đây à? Ui, nhảy đâu mày? Ui. Ủa, là nhảy à? Cấp độ 2. À. Ủa, cái gì đấy? Mình đang ăn cái gì đó à? Thì đây, tiếng gì không hiểu luôn ạ. Rồi, bây giờ mình phải xuống đây đúng không? Vấn đề là bây giờ mình đang không biết sao để xuống luôn đó các bạn ơi. Thôi thua. Ô, trò khác xem nào. Đây, nhà vệ sinh Skibidi đêm thứ 6 Funkin. Ai đây Funkin nhưng mà đối với Skibidi Toilet các bạn ạ. Nhưng mà ở trong mini world. Rồi, phong cách cartoon đi. À, cái này là phải bật nhạc ấy nhỉ? Mình tắt nhạc, đang tắt nhạc mà. Rồi, bây giờ phải đi đâu đây? Phòng tắm. Có luôn hả? Ồ, phòng tắm của Skibidi Toilet à? Đây là toilet. Yeah, ok. Có người đầu camera, có con Skibidi đang nhún. Dành cho những ai muốn ủng hộ. Ok thôi, bây giờ vào chơi đi nào. Nếu chơi trên máy tính, bấm nút 1234 để chơi. Nhạc thư giãn, nhạc nền, nhạc dễ dàng. Ồ, có khá là nhiều bài luôn ạ. Ok, mình chơi nhạc cứng đi. Là nhạc bài khó đấy. Wow, ui, trên này có, ui, trên này có một skin của tất cả các nhân vật ở trong Friday the Funkin các bạn ơi. Wow, có cả con Sus này, Sú này, Among Us này các bạn này. Những nhân vật vô cùng quen thuộc. Mình đã từng chơi có những cái bản mod của các nhân vật này ở trong tựa game Friday Night Funkin rồi. Wow. Ây à, là mình nhớ đến một thời đấy. Ây à, được nha. Chắc là ai mà làm ra cái bản mod này là chắc là rất mê cái game Friday Night Funkin luôn ấy. Nhưng bây giờ vấn đề là, ok, mình đá bóng ở đây được, nhưng bây giờ làm sao để chơi game á? À, bây giờ làm sao chơi game đây? New mode bước nhảy nhỏ. Wow, remote, ui, có cả những chế độ tự do. Ui, game đỉnh nhờ. Mà bây giờ mình vấn đề mình muốn đấu với con Skibidi Toilet thì đấu sao? Từ từ, quan trọng của chuyện này là chúng ta đấu với con Skibidi Toilet cơ mà. Vâng và sau khoảng 15 phút mình đi, mình tìm khắp các kiểu cho cái bản đồ này thì mình không biết nổi là mình phải chơi cái trò này như thế nào luôn các bạn ơi. Thôi, thế thôi vậy, chơi thôi, chơi Skibidi khác thôi nào. 38,5 triệu lượt tải về, rồi ok. Giải mã đúng không? Nào, phong cách cartoon để xem là giải mã như nào đây. Ui, vào game cho mình khẩu súng à? Ây da, căng. Bắn đâu nhỉ? Bắn được luôn. Ây da, đây rồi, tới bây giờ mới được gặp con Skibidi để bắn nó. Yes, mình sẽ bắn Skibidi để tiêu diệt nó. Ok, hay. Game khỏe bắt đầu hấp dẫn rồi đấy. Skibidi, mày, anh mình hơi đau nha. Ê, nhưng mà bọn này hơi ngu nhỉ, bọn nó không đi vào đây được các bạn ạ. Càng tốt, đạn mình thì là đạn vô hạn, sao mà bắn rồi, một con đã chết, bay màu. Rồi, lấy dao ra, cận chiến này, chém này, mày, uầy, ê, con này có cái gì đấy, con này có
con này mặt ghê vãi. Ôi thật sự á, cái map này có vẻ như là không chỉ có những con Skibidi là quái vật mà còn có rất nhiều những con khác nữa. Ui ok, bay màu rồi. Ôi chị à, ôi rồi sao chết luôn, không làm gì được, không thể chạy ra được các bạn ạ. Rồi không sao, đây đây đây, rồi mình ra này. Wow, chúng ta có đầu, con này đầu camera. Ôi và cả con mặt quái vật nữa. Ui ui wow ui ui thôi đông quá, con này có gì ở đây này. Lại game quá khiếp quá. Hề luôn các bạn ơi. Hề, sợ thật sự ạ. Rồi bây giờ còn gì đâu nào. Đâu bây giờ thử đi. Vào một cái map đâu. How you like that Skibidi nhưng mà là Blackpink đi. Skibidi nhưng mà là Blackpink ạ. Đâu, phong cách thực tế xem nào. Bây giờ mình không có tiền để đi xem Blackpink rồi. Thì mình vào trong Mini World, mình xem Blackpink phiên bản Skibidi hát. Đâu. How you like that? Ok. Từ. Bật nhạc lên cái nào. Giờ mình đã biết tắt nhạc. Rồi. Chúng ta có gì đấy? Start music. Ui. Skibidi Blackpink. Oh. Gì đấy? Oh. Ủa? Ồ là vậy thôi hả? Là chỉ có thế thôi. Là chỉ thế thôi. Cái gì vậy bro? Cái gì vậy? Rồi đây sao? Skibidi BTS ứng tín dụng các bài hát của BTS. Đâu sao nào? Không cái cartoon nào. Ôi. Cái gì đây? Ok, chuẩn bị nào. Rồi, rất nhiều Skibidi toilet nhưng mà nó lạ lắm. Thì đây. Bật nhạc lên, ok. Ui, block nhạc nhiều ấy. Vâng, và có vẻ như là cái map này là nó đang phát ra bài nhạc về một bài nào đó của BTS à? Mà mình nghe không ra luôn á. Vâng, có vẻ như là cái trend Skibidi Toilet này nó vẫn còn đang quá mới mẻ với cái tựa game Mini World. Hoặc là mình quá đen nên là mình chỉ tải được toàn những cái map mà chưa thấy cái gì của cái con Skibidi này cả. Hy vọng là sau này nếu mà mình quay lại thế giới Mini World để mình tìm map thì mình có thể tìm được những trò liên quan đến Skibidi vui hơn. Còn bây giờ các bạn hãy bấm vào video này để xem mình chơi game chính chủ của Skibidi Toilet nó sẽ hay ho như thế nào nhá. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nha.